chân lên cặp vô rồi giữ. Rồi cách thứ hai là bật tắt chân ra hết vô. Rồi cách thứ ba là co gối giữ lên trên sàn, co gối giữ. Rồi cách cuối cùng là cái cách nặng nhất là bật hết chân thẳng đầu gối lên trên sàn. Hết chân thẳng đầu gối lên trên sàn. Đó thì các bạn sẽ học bốn cái cách lên trên sàn này. Thì đấy là nó dùng đà, nó dẫn dụng cái đà xem như nó chưa có dùng tay cái, không có cắm cái đầu xuống giờ, cắm đầu xuống giờ là không thành hành rồi. Nó cứ nhìn thẳng xuống giữa của hai ngón tay cái, ngực hấp vô là đẩy cao vai nè, bụng siết chặt vô, chân là chân không để quá gần, nhưng không để quá xa, xa quá đá là nó không có tới. Rồi để vô đây thôi. Rồi ông là không nâng cao lên sẵn, thấy không? Không có chụp xuống, không nâng cao lên sẵn. Cái chân sau để xa, chân sau rút gần người trong cái mông nâng cao lên sẵn là có những cái người mình á, nó đã chúi xuống sẵn rồi, đập cái chân lên nữa là nó lên thẳng luôn. Rồi bụng là bụng không thả lỏng nữa, thấy không? Bụng siết chặt vô, nó siết bụng từ dưới. Trước khi lên nó hít một hơi vô, hít một hơi vô siết chặt bụng rồi giữ hơi lại. Lúc bật lên thì tối không hít vô hoặc là thở ra nha. Lúc bật lên là nén hơi lại, vừa bật là nhặt nè, bật nhặt liền. Chứ không có vậy nè, bật lên cái không chịu nhặt nữa không, nó kéo mình xuống. Hoặc là có nhiều người ta hướng dẫn nó bật lên á, dành không. Nếu mà bật lên mà cứ giữ vậy là không thể nào mà mình thẳng ra được, cho nên là mình phải làm thẳng luôn. Nè, chân này vừa lên chân kia nhặt vô liền là giữ luôn, siết chặt lại. Bụng á là đã siết từ ở dưới, nhặt chân vô là siết cái mông nha. Nè, bụng mà siết từ ở dưới nè. Vừa nhặt chân siết cái mông lại là không bao giờ bị đổ cái đằng trước hết nha. Đó, rồi bây giờ á, mình sẽ làm 5 nhịp trước, 5 nhịp nha, từng người làm nha. Siết chặt bụng làm cái sức hợp. Một cái rồi em đổ tới, rồi xuống nhẹ thôi, tiếp tục. Lên, 2, rồi xuống, 3, 4, 5 nha. Giỏi quá. Vượt quá rồi. Nga đi ra xíu được không? Nga đi ra đi. Nga đi ra đi. Nga đi ra được. Nga đứng tương đối được rồi đó. Rồi ok, siết chặt lại, siết bụng, siết lưng, để cao vai rồi giữ luôn. Đó mình đỡ bạn mình á, mình đỡ cái phía sau đó. Mình cứ dìu cái thăng bằng cho người ta, còn lại là người ta tự giữ thăng bằng nha. Đúng rồi, tìm cái điểm thăng bằng giữ. Đúng rồi, thăng bằng rồi. Đúng rồi. Cảm thấy lỏng bụng mình siết bụng lại. Lỏng mông mình siết mông. Siết mông là không được đổ tới, siết bụng là không được đổ về. Siết bụng lên. Đó, cứ giữ. Nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đẹp lắm, trục đẹp quá trời. Không có người là té thì sợ. Ghi lại.
Ừ, tí tí nữa. Tối xíu, xíu cái ngọn lại. Cho nó hơi cảm giác nổi tối xíu rồi. Nổi tối xíu rồi, giữ chân nhập lòng. Đúng rồi. Đúng rồi. Một mình chứ. Nhập chân nhanh hơn xíu. Chân lên tiếp rồi, nhập vô đó rồi. Nhập xíu mong giữ. Nhập đâu, nhập chân đâu. Mong chưa tới. Nhập chân đâu. Làm đó đi. Rồi tạo dáng đi. Làm đi, không sao đâu, không sao đâu. Rồi, nhắm mắt lại. Giữ. Rồi, 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 rồi. Rồi, chăm đi ra. Khi mình gì rạn dữ lại cảm giác như đang đi một trên một sợi dây trong cây trong cây nhập xiết mong dữ xiết mong tài dữ wow đấy trong đó y chang luôn đẹp dữ dữ trời ơi.